Đang trong giai đoạn cách ly xã hội, nhưng đây lại là những ngày mà trung tâm văn hóa quận 8 thành phố Hồ Chí Minh có đông người tới lui nhất kể từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bởi đây chính là địa điểm có máy ATM gạo chạm tay để sẻ chia dành cho những người đang gặp khó khăn vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thấu hiểu những khó khăn mà người lao động nghèo đang gặp phải vì dịch COVID-19, nhóm A9 Lê Quý Đôn của anh Nguyễn Minh Cường, cựu học sinh trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh đã cùng nhau kêu gọi quyên góp gạo hoặc tiền để mua gạo. Sau khi cả nhóm cùng kêu gọi, chưa đầy một tuần, ngày 14 tháng 4 năm 2020, nhóm chính thức đưa máy ATM gạo chạm tay để sẻ chia vào hoạt động, cung cấp hàng tấn gạo cho người dân gặp khó khăn tại Trung tâm Văn hóa quận 8. Dự kiến nhóm sẽ phát gạo cho đến khi nào hết dịch bệnh. Hiện nay trong thành phố cũng như các tỉnh thì cũng rất là nhiều mạnh thường quân cũng đang tổ chức cái ATM gạo. Nên trên cái ý tưởng đó thì nhóm A9 Lê Quý Đôn cũng muốn góp một phần, góp A9 Lê Quý Đôn được sự chấp thuận của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8, vinh dự được đồng hành để góp phần giải quyết một phần khó khăn của bà con trong giai đoạn dịch bệnh bằng dự án ATM gạo chạm tay để sẻ chia. Hiện nay thì mong muốn của nhóm thì cũng thực giống như các mạnh thường quân và của nhóm mình là cũng góp phần chia sẻ khó khăn cho bà con trong giai đoạn dịch bệnh thì cũng sẽ không có việc làm hay là thất nghiệp, rồi những bà con bán vé số, nói chung là những người khó khăn trong xã hội. Một điểm đặc biệt của chiếc máy ATM gạo này là người đến nhận không cần bấm nút hay chạm tay vào máy nhằm hạn chế tiếp xúc và an toàn hơn. Máy ATM gạo này là mình sẽ có cảm ứng và mình sẽ đưa tay vào cái vị trí mũi tên, thì sau khi đưa tay thì gạo sẽ chạy xuống cái bình chứa gạo và sau đó là chạy xuống cái bịch gạo người dân, là bà con không phải chạm tay vào cái thiết bị. Nhóm còn nhận được sự đồng hành hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8, Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 trong công tác tổ chức điều phối người đến nhận gạo nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng. Tất cả người đến nhận gạo đều được kiểm tra thân nhiệt ở cổng ra vào, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi dùng máy ATM gạo. Người dân đến đây đều phải đứng vào vị trí do ban tổ chức đánh dấu sẵn, đảm bảo khoảng cách 2 mét. Những hàng dài người nối tiếp nhau không ồn ào mà luôn trật tự, chờ đợi đến lượt nhận gạo. Mỗi người đến sẽ được nhận 2kg gạo, họ đa phần là những người lao động nghèo, người đang thất nghiệp. Riêng đối với những người già, sức khỏe yếu, người khuyết tật thì không cần phải xếp hàng, nhóm sẽ chia gạo vào từng bao và phát tận tay cho họ. Cũng giống như bà Trần Thị B, năm nay đã hơn 70 tuổi, sức khỏe thường xuyên đau yếu, đi lại khó khăn nên khi đến nơi, bà phải nhờ lực lượng dân quân tự vệ dẫn vào và ngồi chờ nhận gạo. Dù mệt nhưng bà luôn cảm thấy vui mừng. Mình thấy mừng lắm con, bị mình có gạo ăn mình đỡ đói rồi. Đó, cái mình có gì ăn đó, khi miễn có gạo thôi. Ở nhà thì có gà sẵn, mình nấu, nước tương nước mắm ta cho đó. Mình làm có việc ăn cũng ngon vậy con, mình cần gì phải ăn đồ ăn. Khổ chết rồi. Thì mình nấu cơm ăn đỡ đói vậy thôi, chứ mấy nhỏ giờ nó nghỉ hết trơn. Bây giờ không có làm gì được hết á. Nó làm trong công ty vậy con, giờ nó nghỉ hết trơn. Nghỉ nay cũng hơn nửa tháng rồi, 20 ngày rồi. Nó kể xuống 2kg gạo mình ăn cũng được 4-5 ngày. Cũng như là cơn này là nó ngập, rồi tôi ngập. Rồi phải đi lãnh nặng rồi về ăn nặng cho đỡ cơn. Rồi có vé số đặng mà tôi đi bán lại. Thì cũng ở nhà khó ngặt lắm, rồi ở nhà nước. Nhà nước mới cho được phần gạo, phần mì với lại 15 ngày. 15 ngày là tiếp xúc cho những người đi bán vé số. Thì cảm thấy tấm lòng phấn khởi. Dưới lãnh tiền vé số được, gạo được thì tấm lòng phấn khởi. Như là mình quan hô, rồi qua dịch này mình đi làm nhà nước tiếp tục. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng những bao gạo ý nghĩa, thiết thực, những bữa cơm no bụng ấm lòng mà nhóm A9 Lê Quý Đôn mang đến cho những người đang còn ngặt nghèo trong dịch bệnh sẽ khiến người ta nhớ mãi.